đây là nhờ bác sĩ tư vấn về cái bệnh cúm đó bác sĩ. Dạ rất cảm ơn bác sĩ vì cái lần đó. Vì sau lần đó về vợ chồng em biết được thêm rất là nhiều kiến thức về căn bệnh đó và có chia sẻ với những người khác nữa. Ở đây có khu vui chơi cho các bé, có các cô điều dưỡng có chơi con bé rất vui. Em có thể gửi qua khu vui chơi, gửi cô điều dưỡng qua khu vui chơi cho em bé chơi cũng được nhé. Dạ thưa bác sĩ, là hiện nay là bé nhà em là đã được 6 tháng là bắt đầu chuyển sang chế độ ăn dặm. Vậy tức là thay đổi toàn bộ cả một chế độ ăn. Vậy bác sĩ có lời khuyên nào cho em khi mà bé thay đổi cái chế độ dinh dưỡng vậy không ạ? Bé từ 6 tháng đến 1 tuổi thì đây là một cái giai đoạn người ta gọi là cái khoảng trống miễn dịch. Thì cái thời kỳ này em bé rất dễ bị bệnh là do thời gian này, một là cái lượng kháng thể mà mẹ cho qua nhau thai nó giảm dần. Thứ hai là cái hệ miễn dịch của em bé trong giai đoạn này cũng chưa hoàn chỉnh. Rồi thêm nữa là bé phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài rất là nhiều mầm bệnh. Do vậy mà lứa tuổi ăn dặm của bé mình phải cần thận trọng. Nhất là trong cái chế độ ăn dặm á, nó cũng làm cho xáo trộn cái hệ vi sinh đường ruột. Do đó mà một số bệnh lý đường ruột cũng như hô hấp thường xảy ra trong giai đoạn này. Vì vậy mình nên lưu ý một số điểm. Sữa mẹ là một là thức ăn tốt nhất, thì cần tiếp tục phải bú sữa mẹ. Nhưng vì cái đặc tính của giai đoạn phát triển này của trẻ, nó rất cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho những cái hoạt động như là tập đứng, tập bò, tập đứng, tập đi. Rồi là có những cái hoạt động về ngôn ngữ như bé tập nói, để tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đó là những hoạt động mà bé cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cũng có những cái chất khác nhau cần thiết. Thì trong giai đoạn này sữa mẹ không còn đủ những cái số lượng, những chất lượng cần thiết. Ngoài ra một số chất trong sữa mẹ còn không có để đáp ứng với giai đoạn phát triển này. Vì vậy mình nên lưu ý một số điểm. Thứ nhất ấy, vẫn phải tiếp tục cho bú sữa mẹ. Thứ hai thì trong cái thức ăn dặm ấy, thì mình lưu ý không nên cho bé uống sữa bò tươi rồi là mật ong, vì có thể gây dị ứng rồi là gây tình trạng là khó tiêu hay là có những độc tố trong những cái thực phẩm như thế này. Thứ ba là thận em bé nó còn non nớt, vì vậy mà cái chế độ ăn mặn như là muối không nên nêm muối hoặc là bột nêm, tốt nhất là không sử dụng càng tốt, cũng như là các cái chất ngọt đường ấy, cũng không nên, bởi vì có thể làm cho bé có thói quen ăn chất ngọt sau này ảnh hưởng đến răng, cũng như là những bệnh lý tiểu đường không tốt về sau. Trong cái chế độ ăn dặm ấy, phải bổ sung thêm rau quả trái cây để bổ sung thêm vitamin và chất xơ cho bé. Cái thời gian mà bé ăn dặm ấy, thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn đối diện với cả một cái chế độ như vậy, nên là mình phải tập cho bé từ từ với một cái nguyên tắc ấy, là ăn từ lỏng đến đặc, từ nhiều đến ít để bé có thời gian thích nghi với chế độ đồ ăn đặc. Rồi song song nó nữa thì cái lứa tuổi này ấy, thì mình cũng nên lưu ý là bé rất là hiếu động. Bé có thể là các cái đồ chơi vật dụng trong nhà mà bé sờ chạm phải đều có thể cho tay trong miệng. Vì vậy mà cái khu vực chăm sóc bé, những cái vật dụng liên quan đến bé mình cần phải vệ sinh sạch sẽ, có thể là lau rửa bằng thuốc sát khuẩn để rửa lại cho thật sạch sẽ, đảm bảo cái môi trường vệ sinh thật tốt cho bé. Cũng như là bé mà từ 6 tháng tuổi trở lên á, thì bé có những cái biểu lộ cảm xúc, có thể nhận ra được là cái tình cảm của người mẹ, cũng như là biết lời khen tiếng chê, cũng nó biết được những cái điều cấm đoán. Do vậy là đặc biệt nhất á, là nó phát triển một cái tình cảm với mẹ. Mà đến lứa tuổi, đến thời gian này á, thì mẹ thường là đến giai đoạn mà mẹ đi làm á. Do vậy mà trước khi đi làm, trước khi chia tay bé, người mẹ phải tâm sự, phải thỏ thẻ gì đó cho bé, để như là chào bé. Đó là điều nó sẽ hiểu, dần dần nó sẽ hiểu được. Đó là một cái điểm mà cũng rất là đặc biệt ở trẻ, cho mình cũng nên lưu ý như vậy. Vợ chồng em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhờ có bác sĩ mà tụi em biết thêm được những cái thông tin rất là hữu ích để có thể chăm sóc cho bé yêu của mình được tốt nhất.
Vợ chồng em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chồng có một cháu bé luôn khỏe mạnh. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.